để cậu Út kể cho mọi người nghe chuyện tình cô ba nha. Cô ba ở Vĩnh Long chưa chồng, cái thời ngày xưa nhiều kẻ đón người đưa, mà ngày xưa chẳng ai ưng dưới thương, mỗi mai đưa đường mà cô cứ lặng thinh. Đêm qua tiếng hát ai bên đình, tiếng người ngân nga điều hồ quán bay xa. Nhìn chàng trai dễ thương buông lời hát ca, cô ba muốn thương chàng một người là chưa quen. Đẹp mặn ma là chuyện tình cô ba, dẫu xa nhưng tình chẳng phôi pha. Nhưng ai đâu ngờ được tình xót xa, hôm chợt ban hoàng nghe tin người ta nói anh giờ đã có gia đình. Uổng bấy lâu thương ai chờ ai, chữ duyên ban đầu mang nỗi sầu chia tay. Cô ba ở Vĩnh Long bây giờ chẳng còn đợi ai vì tình đã phôi phai. Buồn thương nhớ chi khi tình đã xa, có nhớ yêu thương người thì người nào ương cho ta. Tình duyên đã lỡ trao ai, nay dở dang rồi hồn nghe chua xót. Làm sao để biết nhân gian, ai đổi hay lòng ai nỡ phụ ai. Nghe xót xa đêm dài mơ khát giống cùng ai, nay giấc mơ tan rồi anh đã dối lìa xa. Đẹp mặn ma là chuyện tình cô ba, dẫu xa nhưng tình chẳng phôi pha. Nhưng ai đâu ngờ được tình xót xa, hôm chợt ban hoàng nghe tin người ta nói anh giờ đã có gia đình. Uổng mấy lâu thương ai chờ ai, chữ duyên ban đầu mang nỗi sầu chia tay.